quy định tại Việt Nam khi mà quý vị muốn về Việt Nam muốn nhập cảnh vào Việt Nam đó thì đây là những cái quy định mà họ có để đây đây, đây cái phần bên này đó màu đậm đậm này là trước ngày 15 tháng 3 cái phần bên này nó lợt hơn màu hơn một chút xíu thì nó là ngày sau ngày 15 tháng 3 quy định trước khi nhập cảnh thì quý vị phải test âm tính PCR trong vòng 72 giờ phải có chứng nhận tiêm vắc xin mũi 2 hoặc mũi 3 đã qua 14 ngày hoặc là đã khỏi bệnh à qua 6 tháng. Chưa qua 6 tháng xin lỗi quý vị. Rồi, sau ngày 15 tháng 3 thì khi quý vị nhập cảnh sẽ cũng có test PCR trong vòng 72 giờ hoặc là test nhanh cũng được nữa. Nhưng cũng phải có đã tiêm vắc xin mũi 2 hoặc là 3 qua 14 ngày hoặc là đã khỏi bệnh đó là bị dính covid đó mà chưa quá 6 tháng có giấy của bác sĩ. Thì đó là những cái quy định. Thế thì đi đâu người ta cũng đòi hỏi cái giấy chích ngừa, thế thì những người mà không chích ngừa thì họ có về Việt Nam được không? À không chích ngừa thì sau khi mà đọc qua những cái thông tin đó thì mình thấy là quy định của chính phủ Việt Nam về vấn đề là những người à, công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài gồm có thân nhân, vợ chồng, con cái mà chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thì sẽ được thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 miễn phí tại Việt Nam. Nếu mà không tiêm ở Mỹ thì về Việt Nam sẽ bị bắt buộc phải tiêm vaccine. Đó, cái đó đều bắt buộc. Mà trong thời gian nào thì đó là thời gian thực hiện cách ly nếu mà chưa có đủ điều kiện. Có nghĩa là khi mình chưa tiêm vaccine thì mình về nhà phải tự cách ly ở nhà ở của mình hay là khách sạn hay là tại văn phòng nào đó gì đó mà mình đã ghi ghi danh đó. Thì khi mình cách ly 7 ngày xong mình phải cách ly thêm 7 ngày nữa để có những cái kết quả về vấn đề xét nghiệm là 14 ngày tổng cộng. Và trong cái thời gian cách ly đó thì họ sẽ tiến hành cái việc mà tiêm vaccine cho quý vị đầy đủ. Cho nên có những người họ nói rằng là tôi chưa tiêm vaccine tôi có đi Việt Nam được hay không thì chưa tiêm vaccine thì về tới đó cũng bị sẽ là tiêm vaccine này quý vị nha họ có để ở đây nè nếu chưa tiêm đủ liều hoặc là không tiêm vaccine thì sẽ được thực hiện tiêm chủng vaccine miễn phí tại Việt Nam wow. cho nên thấy có nhiều cái điều lệ mà không biết là tới ngày 15 tháng 3 sắp tới đây đó thì cái việc này nó có thay đổi gì nữa hay không à, trong những người đã tiêm vaccine đầy đủ hoặc là đã khỏi bệnh rồi nhé thì trong 3 ngày đầu thôi kể từ ngày nhập cảnh thì người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe của mình tại nhà tại nơi lưu trú của mình hay là tại khách sạn gì đó và không được tiếp xúc với người chung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú là trong 3 ngày đầu đó là những người đã tiêm đầy đủ rồi sau đó thì sẽ thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nếu kết quả xét nghiệm âm tính Sars-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh thì cũng phải là tự theo dõi sức khỏe của mình chứ không còn bị bắt buộc à, trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì sẽ xử lý theo quy định. đó à, Đây là những người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc là chưa tiêm đủ liều thì thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Cái này là 7 ngày còn cái kia mới có 3 ngày thôi. Cái kia là tiêm đầy đủ rồi thì cách ly 3 ngày theo dõi. Còn này là phải tới 7 ngày nha. Rồi tiếp tục theo dõi sau 14 ngày. Đó, nếu mà dương tính thì sẽ xử lý theo quy định. À, cho nên à, có một vài văn phòng bán vé máy bay khi mà quý vị tới mua máy bay, mua vé đó để đi Việt Nam trong thời, thời gian sắp tới đây đó thì à, hình như là nếu mà không có mạng theo cái hay là không có những cái chứng nhận nào mà cho biết mình đã tiêm vaccine rồi đó hình như người ta cũng từ chối bán vé cho mình tại vì cũng sợ là sẽ gặp rắc rối tại khi mà đến Việt Nam